Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Ở tập trước thì mình đã ấp một quả trứng rồng Sapphire hệ băng và đã nở ra một bé rồng ở đây nè. Và em này chính là một em rồng cái nhá. Nhưng mà mình vẫn chưa có đủ sắt để có thể chế tạo được full set đồ cho em ấy nữa. Đợi khi nào mình có thì mình sẽ chế tạo sau. Và ngoài ra mình còn chế tạo hai bộ giáp Emerald cho bé rồng Nether nè, cũng như là bé rồng mặt trời. Và hai em này thì đã đủ cái độ trưởng thành rồi nên mình sẽ mang vô trong và cho vào rương nhá. Vì đây là rồng nguyên tố mà. Còn cái phần không gian bên ngoài thì mình sẽ dành riêng cho mấy bé rồng hoang dã sống thôi. Khi nào mình có đủ vật liệu để xây dựng căn cứ thì mình sẽ cho mấy em này ra ngoài sống chung nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ ra ngoài để chế tạo một ít thức ăn cho bé rồng băng thôi. Vì mới lớn hôm trước nên giờ vẫn còn rất là nhỏ nên mình cần phải cho ăn thường xuyên để mau lớn hơn. Và với cái diamond mob farm này thì mình farm được rất là nhiều thịt nè, cũng như là xương ở trong thời gian trước rồi. Giờ công việc của mình chỉ cần cho vô bàn chế tạo và làm ra thiệt là nhiều những cái thức ăn cho rồng thôi. Ở đây thì mình có được 32 phần ăn luôn. Và còn dư một ít cái xương và thịt mình sẽ bỏ vô trong lại. Có gì thì mình sẽ farm thêm xương và làm thêm thức ăn nhá. Không chần chờ nữa mình sẽ lại đây và cho em này lớn lên. Không biết lớn trong đây có chặt quá không ta. Để mình đẩy lên vô giữa một xíu đi. Ủa mình dịch chuyển không được. Để mình lấy cái cây hon ra sẵn. Đợi khi nào mà mình nhắm quá to thì mình sẽ đem ra ngoài nhá. Chứ để trong đây thì tội em ấy. Rồi giờ thì cho ăn thôi. Đó, ăn lên đi, mau lớn nhá. Ui, và khi lớn á thì cái bộ da của bé rồng Sapphire cũng đổi một xíu á các bạn ơi. Nó thay đổi từ từ. Coi giờ thì đã 33 ngày tuổi và cấp độ 2 rồi. Mình vẫn chưa có leo lên để cưỡi được. Tầm này mình nghĩ vẫn có thể cho ăn tiếp được á. Để mình cho ăn thêm một ít nữa coi. Coi cánh có đổi. Đó, cánh nó bắt đầu thay đổi một xíu rồi nè. Không biết chừng nào cánh mới có quả tiết đây ta. 30 phần ăn và 42 ngày tuổi luôn. Phần sừng đó có một xíu thay đổi rồi nè các bạn. Phần sừng đã nhọn hơn rồi. Và răng cũng dài hơn nữa chứ. Wow. Và như thường lệ vẫn chưa có cưỡi được. Phải lên stack 3 thì mới được. Để mình cho ăn nốt cái phần ăn này luôn đi. Coi nào, 47 ngày tuổi rồi. Để mình cố gắng mình tìm thêm ít cái xương coi mình có đủ làm thêm thức ăn cho bé rồng không nhá. Xương đâu rồi ta, mình sợ mình mất xương á. Tại vì mình mất cái lasso chứa con skeleton rồi, còn có 4 khúc xương thôi. Để chạy vô trong nhà coi, hy vọng trong nhà còn xương. Tại vì cái ba lô này mình nhét tùm lum đồ vô hết trơn á. Xương, đây nè. Ở đây còn xương và hai cái phần ăn nữa chứ. Làm thêm một vài phần nữa đi. Đây mình sẽ làm 20 phần luôn để dành ăn dần cũng được. Cho bé rồng ăn chứ chứ mình không có ăn được. Rồi giờ thì ra ngoài và cho em ấy ăn thêm 3 lần nữa. 1, 2, 3. Đó, đổi màu của bộ 7 rồi kìa. Coi nào, giờ đã được stack 3 đúng 50 ngày tuổi luôn. Cưỡi được rồi nè. Và các bạn để ý nha, cái cây đang bình thường đúng không? Mình đi lại một phát là nó sẽ kiểu như là hư cái cây luôn cho coi nè. Ơ, bé này đi không có pháp lắm. Đó, thấy chưa. Rồng đi là phải cẩn thận nha. Đi ngang cái nhà mình một phát là mất tiêu cái nóc á. Rồi, tạm thời thì cho em rồng Sapphire này đứng ở đây nha. Rồi, từ giờ thì bé rồng băng đã có người bạn cùng hệ, đó chính là rồng Sapphire rồi nè. Và bộ giáp thì chắc mình sẽ cố gắng tham sắc thêm để có thể chế tạo nha. Giờ thì ở đây chung với mấy bé rồng hoang dã khác đi. Và công việc cho rồng ăn đã xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành công việc tiếp theo. Đó chính là đi tìm một cái cây búa huyền thoại của thần sấm sét nhá. Và cây búa đó thì chắc mình phải đi loanh quanh ở những khu vực núi cao, hoặc là những cái khu vực đồng bằng mà có địa hình hơi cao một xíu thôi cũng được nữa. Và dự định thì mình sẽ đi về hướng bên này nè. Tại vì mình vẫn chưa có khám phá nữa. Không chần chờ gì nữa thì mình sẽ bắt đầu bay và đi tìm luôn thôi. Nhưng mà trước khi đi á thì mình cần phải cho mấy cái thịt này ở nhà trước đi. Lỡ mà mình mang theo nhiều quá thì không có không gian để nhặt thêm đồ trong lúc đi khám phá đâu. Giường thì chắc mình sẽ không mang cũng được. Tại vì bây giờ á mình có thể nhìn trong bóng tối với sự trợ giúp của cái con mắt của rồng rồi. Nên thoải mái mà đi. Nhìn bản đồ coi đúng hướng chưa.
nè, đúng hướng rồi nè, mình sẽ đi dần về hướng này thôi, đến khi nào gặp được cái chỗ chứa cây búa thì thôi nhá. Coi coi nhìn kỹ mới được. Cái chỗ của cây búa tho thì rất là dễ nhận dạng luôn. Nó có bao bọc bằng những cái khối thạch anh cũng như là kính ấy, nên nhìn sơ qua là biết liền à. Ở đây có một con rồng hoang dã lửa còn nhỏ nè, mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Ui, đừng có ăn gà. Không được ăn gà tầm bậy tầm bạ nhá. Ăn gà hả? Dám ăn gà hả? Mấy con rồng này ưa ăn gà lắm các bạn ơi. Hoặc là ăn thịt mấy cái bé Hyrophi ấy, mình không thích chuyện đó đâu. Dám ăn gà nè. Xác rồng thì mình lấy một ít cũng được, để coi coi được bao nhiêu vải nha. Con nào rơi ra vải đi. Ui chết. Ui chết rồi, mình làm một phát mất xác luôn. Rồi lỡ rồi. Ở đây còn thêm một con rồng gà không được ăn, bò cũng vậy luôn. Bò với heo là không được ăn nhá, ăn tầm bậy tầm bạ. Còn mình đi đâu mình cũng gặp mấy bé Toro á, nhìn buồn cười cực. Ui ui ui. Ê bậy nha, Toro thấy vậy thôi chứ cũng hiền lành, không có được ăn thịt nha. Tại vì Toro từ khi mình quánh thì Toro mới quánh lại thôi, chứ Toro hiền khô rồi các bạn ơi, phải bảo vệ Toro mới được. Rồi dập lửa và lấy tiếp xác của con rồng này thôi. Đó, để coi coi rơi ra nhiều vải không. Ô, mấy con rồng này còn nhỏ nhưng mà cho nhiều vải vậy ta. Thích thiệt á. Rồi chỗ này thì địa hình hơi thấp nên mình sẽ lên núi cao đi. Núi cao một xíu nữa thì mới dễ tìm cây búa huyền thoại đó được. Coi nào. Núi này có cả tuyết luôn. Nhưng mà vẫn chưa thấy cái chỗ của cây búa sấm sét các bạn ơi. Cái cây búa đó có nhiều tên gọi lắm. Búa sấm sét này, búa huyền thoại hoặc là búa tho. Tại vì tho là một người có cây búa có quyền năng là triệu hồi sấm sét các bạn ơi. Và hướng này thì tới vùng biển nữa. Kỳ vậy ta. Hình như ở đây có cái ngôi làng luôn nè. Có ngôi làng của mấy nàng tiên luôn. Nhưng mà mình không cần đi về hướng đó, chủ yếu là khám phá núi cao thôi. Hướng này thì sao? Hướng này cũng không có luôn. Thôi đi thêm một đoạn nữa coi. Ở đây có chỗ mấy nàng tiên cá giả mạo nè. Lại nghịch nghịch với mấy nàng này luôn coi. Để coi coi cắn mình đau không nhá. Coi răng kìa, coi răng nanh kìa. Hung hãn chưa? Nè, cạp đi, cạp đi, cạp đi nè. Cạp đi. Ui ui ui. Úi giời. Ui ui, đau 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 nha. Cạp 2-3 hit mới mất máu mình được. Nhưng mà cũng đau á. Cho cạp. Cho cạp, ai nhờ cạp tiệc các mọi người. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tiếp nha. Ui ui, ở đây còn có con rồng biển nữa nè. Nè, con này là màu xanh. Con nãy là màu xanh lá cây các mọi người. Ui, con này có vẻ to và khỏe hơn con trước rất là nhiều. Ủa, con này có vẻ to và khỏe hơn con trước rất là nhiều. Ủa, bự gì mà sao Quýnh có 2 hit là nằm luôn rồi. Kỳ vậy. Ui, xong luôn rồi. Giờ chắc mình phải mở ra một cái thế giới khác để tìm con boss mạnh hơn quá. Chứ mấy con ở trên mặt đất này mình có thể tiêu diệt dễ dàng hết trơn rồi. Mà khoan, đó vẫn... Ui, cái gì đây? Ui, cái nàng này xây cao vậy rồi vũ ai lên trển hả? Xây cao vậy rồi vũ ai lên trển hả? Ui, đó vậy cao tới mức mình không trèo lên được luôn nè. Ui ui ui, thả ra cao vậy thì người ta bay đâu có tới đâu. Bay được rồi. Vũ người ta lên cao làm gì, làm cái chỗ đâu cao thế rồi vũ ai, phải xây thấp kìa. Gì đâu. Mấy nàng này xây thiệt tình luôn á, xây tít. À không, thì ra nó dính vô cái chỗ trứng rồng. Cái này là trứng rồng Moonlight các bạn ơi. Hàng gì thấy nó cao cực. Coi coi trong đây có quả trứng rồng không. Rồi, vì xây cái chỗ này mà dám lụm luôn có quả trứng rồng, vứt đi chỗ khác hay sao rồi. Mình đào ra vẫn không gặp cái quả trứng rồng ở bên trong á. Ôi, mấy mụ ta kỳ thiệt á. Tự dưng cái vứt luôn cái quả trứng rồng Moonlight hả. Thôi kệ đi, dù sao mình cũng tiêu diệt 2 mụ ta rồi. Giờ thì mình sẽ đi tiếp một đoạn nữa coi coi có gặp được cái ngọn núi băng nào không nha các bạn. Đi được một đoạn thì mình gặp chỗ của tên khổng lồ một mắt nè. Hôm trước á mình quýnh toàn bằng kiếm không mà hôm nay chắc mình sẽ dùng rìu đi. Đó, mình cũng khá là thích dùng rìu để chiến đấu. Ui 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 ui. Ui đừng. Ây da, chơi ăn thịt ha. Ây da. Ui. Ui đừng mà anh ơi.
Ui coi hắn kìa. Ui râu ria tùm lum mà còn thích thích ăn thịt người, thích ăn thịt người. Ui ui. Hắn nhè cái miệng ra nhìn thấy ghê quá hả? Dám ăn thịt người ạ. Dám ăn thịt người nè. Ủa? Dám ăn thịt người nè. Ủa? Nghe miệng ra. Rồi mất tiêu cũng mất rồi. Bắn vô mặt ngươi nè, bắn vô mặt ngươi nè. Ăn thịt người, ăn thịt người. Ui ui ui. Ai 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 ai. À, ăn thịt người á. Ăn thịt người nè, mình bắn vô chỗ hiểm hắn luôn. Bắn vô chỗ hiểm hắn luôn nè. Ui, sorry, lỡ lỡ đóng băng thôi, một chút chắc nó tan à. Sorry nha. Bắn vô đầu ngươi nè, hình như điểm yếu của hắn là phần đầu các bạn ơi. Mình quánh một phát là hắn mất luôn cái con mắt cuối cùng của hắn luôn. Con mắt cuối cùng nè. Đó, quánh xong là phải chạy liền, để không thôi hắn bợ mình lên hắn ăn thịt đó. Lên này có vậy thôi chứ nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm nha. Dùng rìu xong rồi mình đổi cái gì ta? Đổi qua cái hammer đi. À mà không, hammer cùi lắm. Dùng cúp luôn nè. Dùng cúp cho nó ngầu. Dùng cúp cho nó ngầu. Cúp mình chất lượng là Grey Full. Ây da. Dườm bài. Dám quýnh mình. Dám quýnh mình hả? Dám quýnh mình. Này thì quýnh mình nè. Rồi xong. Ô, tên này thì lại rơi ra cho mình một con mắt nè. Wow, hiếm lắm á nha. Cỡ trước á, mình quánh đâu có rơi ra con mắt nào đâu. Mà lần này quánh thì lại rơi ra hẳn cho mình một con mắt luôn. Mình sẽ nhặt con mắt này về. Và mình cần phải vứt ra thêm một món nào đó để mình có thể đặt ba lô xuống. Để mình cất bớt đồ vô trong ấy. Chứ giờ kho đồ của mình nó hơi chật rồi. Đó, cất vô. Được một ai ốp size club luôn các bạn ơi. Được được á nha. Cái này chắc mình, để coi mình có thể trang bị vô không. Cái này hình như mình không có trang bị vô được. Cái này mình không trang bị vô được rồi. Nhưng mà tạm thời mình cứ giữ bên người đi. Biết đâu mình để trong người thì nó lại cho mình một sức mạnh kỳ lạ khác thì sao. Rồi vô trong coi. Ở đây còn có ui, Creeper nữa. Creeper nè. Creeper ở trong đây chủ yếu là bé cừu vàng nè. Tên này hơn. Tên này chưa có ăn thịt bé cừu vàng. Tại vì mấy tên này nhiều khi lại ăn luôn cái con cừu mà hắn ta nuôi ấy. Khổ lắm luôn. Mà tên đó thì đã tiêu diệt xong rồi. Giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục đi về phía trước nhá. Để tìm cái cây búa sấm sét thôi. Trong lúc lượn ngang cái chỗ đầm lầy thì mình vô tình phát hiện một cái nhà của bà vô hỷ nè. Lại hỏi thăm sức khỏe của bà vô hỷ mới được. Ăn tạm mấy cái miếng thịt cừu này đi. Giờ chưa nung, ăn nó hồi không có nhiều cho lắm. À, bà có nhà, bà có nhà. Bà coi mình sẽ chào hỏi bà bằng cái gì đây ta. Kiếm nào nhà mình nhiều kiếm quá mình cũng không biết dùng. À đây, đóng bằng bà đi. Ui bà chưa thấy mình, bà chưa thấy mình. Mình làm nhanh nhé, mình chém một phát cho bà đóng băng trước đi rồi dùng cái khác quánh bà cũng được. Đóng băng bà nè, rồi. Lấy cái mũi tên, đâm bà. Ui, chết. À, thủ sẵn thuốc hả? Đóng băng. Ui, chết rồi, kiếm mình mạnh quá, mình quánh bà chết queo luôn rồi. Mình định troll bà một xíu ấy, nhưng mà bà không đủ sức để chịu đựng. À, đây còn mấy con chim nè. Mấy con chim này ưa cà khịa lắm. Đóng băng, trời. Ui con chim này thấy gì chứ lông nó đau lắm nha các bạn. Cho mình vài cọng lông thôi à, mà mình thấy muốn xỉu luôn rồi. Sẵn tiện đây có bò, chắc mình sẽ farm thêm ít bò đi. Lấy thịt chín ăn cho nó no chứ. Ăn thịt sống á, nó hồi lâu lắm. Rồi lấy thêm thịt bò nè. Rồi sau đó mình sẽ đi tiếp. À chưa 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 chưa, có heo nữa. Mình sẽ xin thịt ít bé heo luôn đi. Đó, đây là heo vùng đầm lầy mà, đâu phải heo của dân làng đâu. Nên lấy thịt thoải mái nha. Bay một hồi thì mình đã đi đến vùng Bắc Cực rồi nè các bạn ơi. Và đặc biệt hơn, ở đây còn có những cái cây á, nó bị hóa thành nước đá luôn. Và mình có thể farm hết chỗ này mang về cũng được. Nhưng mà thôi đi, mình sẽ để đó và tiếp tục đi tiếp. Hy vọng rằng ở cái vùng đất lạnh giá này á, thì mình có thể tìm được cây búa đó nhá. Chứ mình đi xa lắm rồi á. Đi tiếp từ ở phía trên này nè, dài xuống tuốt ở dưới luôn. Nhưng mà vẫn chưa tìm được cái chỗ của cây búa sấm sét nữa. Để đi thêm một đoạn nữa coi. Thường thường cây búa đó sẽ nằm ở một nơi rất là cao. Và ở đây toàn là mấy cái chỗ trũng trũng không à. Ui kìa. Một cái chỗ của trứng đồng băng nữa nè. Ôi đây đây đây, trứng này mình chưa lấy luôn. Được á nha, mình sẽ lấy cái quả trứng này về để up tiếp. Rồi, có thêm chiến lợi phẩm. Nhặt quả trứng vô. Lấy nhầm rồi. Đây, có rồi. À xương nữa nè. Xương thì mình có thể mang về nhà để làm thức ăn cho mấy bé rồng.
ở đây là một cái đồi. Ôi địa hình này còn hơi thấp quá, nó cao khoảng 100 mấy block thì mới có tỷ lệ gặp được cái cây búa sấm sét, và cạnh đây còn có con rồng nè. Dám ăn thịt mình, người sai rồi, mình sẽ lấy kiếm diệt rồng quánh cho nhanh. Này thì rồng nè, phải tiêu diệt hắn nhanh để không thôi hắn ăn thịt mấy anh nhân làng thì tội nghiệp mấy anh nhân làng lắm. Đi ra chỗ khác. Ui, hình như bộ giáp của mình nó sẽ không có tác dụng bảo vệ nhiều cho lắm khi mà chạm trán với mấy con rồng băng, chỉ chống với rồng lửa thôi. Có cắn mình nãy giờ đau cực luôn á. Rồng lửa cắn đâu có thốn lắm đâu. Thôi kệ, dù sao cũng giết con rồng này rồi. Giờ thì mình sẽ lấy xác nó, và cuối cùng thì mình sẽ đặt vào ba lô thôi để cho nó gọn gọn và có thêm không gian nhập thêm những món đồ khác nữa. Rồi cắt vô. Quá trời đồ luôn nè. Mắt này thì mình sẽ mang theo trong người đi. Hình như nó có cho mình hiệu ứng phụ kèm theo hay sao ấy. Rồi giờ thì đi tiếp thôi. Phải chỉ ở đây có ngọn núi thiệt là cao luôn nha. Để mình còn tìm cái cây búa sấm sét nữa chứ, đi mãi rồi xa lắm luôn rồi á mà vẫn chưa tìm được. Ui đã vậy còn gặp ngay miếng thịt dài nữa chứ. Cao có buổi trời. Ồ ở đây cao nè. Có lý nha, mấy chỗ cao cao gì chắc có lý á. Coi nào, coi có không. Có đi cho người ta vui đi mà. Nhìn kỹ mới được, tại vì đây là vùng băng giá, nó có tuyết phủ quanh năm. Với lại cái màu của cái chỗ đó nó cũng trùng màu với màu tuyết nữa, nên không nhìn kỹ thì rất là khó để phân biệt luôn. Nhìn kỹ. Úi. Úi. Hai Rufy trắng nè. Con này có thể nói là cực kỳ hiếm luôn. Wow, hai Rufy trắng nè. Đẹp cực. Ui chắc mình phải lưu ở đây mới được. Rồi, mình đã đạt được một cái điểm ở đây rồi. Sắp tới thì mình sẽ quay trở lại cái khu vực này á, để có gì thuần phục bé đó nha. Hai Rufy trắng luôn mới chịu á. Rồi, giờ đi tiếp thôi. Mình vẫn chưa tìm được cây búa đó nữa ta. Ui, hôm nay đi tìm xa thế này rồi mà cũng không cho người ta cây búa nữa thì đúng buồn luôn á. Ui, ở đây thêm một chỗ có trứng rồng băng nữa nè. Wow. Ui, ai ăn thịt gà ở đây vậy? Ui, ai mới đơm mấy mấy gà rồi. Thịt gà dưới lông gà tùm lum. Đừng có mắc kẹt. Coi cái quả trứng ở đâu. Nhìn kỹ mới được. À đây quả trứng ở đây. Rồi, lấy quả trứng. Ui, cho lấy quả trứng đi. Đã vậy còn vướng block nữa. No, à vô được rồi. Mình sẽ bay lên trên lại nha. Ui, đừng có vướng block nữa mà. Khó chịu ghê luôn á. Đập nhanh quá là nó bị vướng block vậy đó. À, rồi, giờ thì đi tiếp một đoạn nữa coi có gặp cái ngọn núi nào cao hơn cái ngọn núi hồi nãy hay không nhá. Để mình còn tìm cái chỗ cây búa sấm sét nữa. Đi mãi mà không gặp gì trơn à. Ui, cạnh đây còn có một cái tòa tháp bằng băng, một con rồng băng nữa. Đó. Đây chính là rồng băng màu xanh nước biển này các bạn ơi. Đó, đôi cánh cực kỳ đẹp luôn. Mình phải gán nuôi cái bé rồng của mình sao lớn như vậy á thì chắc chắn sẽ rất là đẹp cho coi. Ui, hình như đặc trưng của vùng đất băng giá đó chính là mấy bé hai Rufy trắng hay sao ấy. Ôi, con này sao chạy nhanh vậy? Ui, bật chế độ bay siêu nhanh hay sao vậy mà bay nhanh thế? Mình không đuổi theo kịp luôn ấy. Dám bay nhanh hả? Bay nhanh thì cũng phải bị tiêu diệt với kiếm của mình thôi. Ây cha, con này vừa khỏe mà vừa nhanh nữa. Lần đầu mình gặp một con rồng băng mà có tốc độ khá như con này á. Nhưng mà cũng phải chịu thua thôi. Chịu thua đi. Con này mới cấp 3 thôi, mình có thể hạ gục được. xong rồi. Vậy là xong nha. Không cho người bay nữa đâu. Và giờ thì mình sẽ lấy hết. Đi đâu vậy? Đi ra còn đạp đinh của... đạp đinh của rồng băng để lại nữa chứ. Hình như con zombie nó trong này chui ra nè. Rồi. Ở đây còn có đồng minh của con rồng hồi nãy nữa chứ. Hai con rồng băng một lúc luôn. Không biết con này có nhanh như con hồi nãy không nữa. Nó gấp mình trên không kìa. Gấp mình trên không, quýnh người trên không luôn. Rồi, xuống đây thì... mà không được. Đừng có quánh với mấy con rồng băng ở dưới nước nha các bạn. Nó đóng băng mặt nước á, là nó cho mình ở dưới luôn, không cho mình đi lên luôn á. Ui lượn nhanh vậy anh bạn. Vừa lượn mà vừa hé ngoảy ngoảy cái đầu kiểu như bị xỉn vậy đó các bạn ơi. Con rồng băng này mất cười quá
Quýnh, quýnh thì quýnh đàng hoàng đi, còn ngoắc ngoắc cái đầu, ngoe ngoải cái đuôi nữa chứ. Dám, dám lượn trước mặt mình hả? Ỷ, ỷ tốc độ cao rồi. Ui, ỷ tốc độ cao rồi, không cho mình quánh kìa. Đứng lại. Bề nhanh quá, thắng đâu có kịp đâu, đâm vô ha, lũng tờ tháp người ta rồi. Con vòng này kỳ ghê luôn á. Ui, có khi nào nó đơm luôn con boss không ta? Ôi, nhiều khi con rồng này lại... Á, xong rồi nè, xong rồi nè. Giờ đang rơi tự do xuống mặt đất nè. Đi ra tung bay đè chết bây giờ. Bẹp. Thế là xong rồi đó. Giờ công việc của mình chỉ là lấy đồ thôi. Ui, con kia nó đang quậy ăn trển kìa, bị con rồng cà khịa, chịu đâu có nổi đâu, quậy phá ăn trển. Thôi kệ đi, mình sẽ không quan tâm tới con boss đó đâu. Tại vì con boss đó cho đồ cù bắp lắm, chỉ có mấy viên kim cương à. Rồi, lên trên ngọn núi này, đây chính là cơ hội cuối cùng của mình để có thể tìm được cái chỗ của cây búa sấm sét á. Ôi, cơ hội cuối cùng mà, sao lại làm như vậy? Đi mãi mà không gặp gì trơn luôn. Thôi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi về phía trước để tìm một cái vùng địa hình cao hơn con này nữa mới được. Để coi coi mình có đủ may mắn để có thể tìm được cái ngôi đền đó không nhá. Chứ tìm như vậy thì toan mất rồi. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình tìm thấy thứ gì đặc biệt hoặc là tìm thấy cái ngôi đền đó nhá. Mình đã đi rất là xa rồi các bạn ơi, nhưng mà vẫn không tìm được cái vùng núi nào mà cao hơn chỗ hồi nãy hết trơn á. Và hiện tại thì mình đã dừng chân tại một ngôi làng nè, để coi coi ở đây có mấy anh dân làng nào bán đồ tốt không. Ủa cái bác đây đâu rồi? À đây đây đây, đứng ở đây nè. Bác này đổi cúp hiệu suất 1. Gem Big Cat. Ở đây là Dimitri Big Cat. Terra, wow, Terra Big Cat mà có hiệu suất 1 vậy anh dân làng. Gear Big Cat có gia tài nè. Wow, và Bao Brick có gia tài 3 luôn. Ừ, nhưng mà hơi mắc á. Đồ thì xịn thật nhưng mà hơi mắc, 40 Emerald lận. Còn bên này bác này bán sao đây? Coi coi tình hình. À, mấy bác này bán đồ giống hệt nhau à. Vậy là chỉ sang tay nhau bán thôi. Bây giờ thì chắc mình sẽ sử dụng cái Magic Mirror này để trở về nhà thôi. Chứ nãy giờ mình đi ha, gần giáp vòng trái đất luôn rồi đó. Coi nó xa chưa kìa, tít ở dưới luôn. Mà vẫn chưa tìm được cái chỗ của cái cây búa huyền thoại này nữa. Tại vì là đồ huyền thoại cho nên tỷ lệ gặp cũng khá là hiếm các bạn ơi. Nhưng thôi, giờ thì chắc về nhà thôi. Đúng ba la. Ui chết, mình quên mất là mình đã lỡ ngủ tại ngôi làng rồi. Thôi xong mình rồi. Ở đâu đây, ngôi làng này biết có gần nhà mình không ta? Nhà mình đâu? Nhà mình đâu rồi? À đây 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 đây, nhà mình đây. Ây cha. Nó xa cực kỳ luôn á. Nên thôi chắc bây giờ mình sẽ sử dụng cái bản đồ này để dịch chuyển về nhà đi. Chứ bay chắc có nước gãy cánh á. Rồi và mình cũng đã về tới nhà. Và giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái trước khi làm công việc tiếp theo chứ. Còn việc tìm cây hammer để tìm sau cũng được, chứ hôm nay thì không ra rồi. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành chế tạo một vài thứ mới trong ngày hôm nay nhá. Đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị một ít cái que trước cái đã. Để coi nào, đây có gỗ đây. Rồi giờ thì mình sẽ đổi gỗ ra ván, từ ván đổi ra gậy và bắt đầu chế tạo thôi. Hôm nay thì mình sẽ chế tạo một thanh kiếm mới nhá. Đây, đây chính là một cây Ultra Greatsword đúng không? Từ cây này thì mình sẽ tiến hành nâng cấp nó lên. Và coi kìa. Wow, đẹp cực. Nhưng mà có điều tốc độ đánh hơi thấp một xíu ấy. Ồ, đã vậy còn bị trừ nữa chứ. Thôi 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 thôi, mình không xài đồ trừ đâu. Mình còn một ít sắt nè, làm liều luôn, làm thêm một cây nữa. Cây này thì sao? Ui, trừ nữa rồi. Hơi toan các bạn ơi, nhưng không sao đâu, từ từ mình sẽ tìm cách để sửa cái chất lượng nó lại. Kế tiếp á, thì mình sẽ sử dụng cái hơi thở của rồng mà mình đã lấy từ trước nè, và cho vô đây để nâng cấp nó lên. Mình sẽ nâng cấp cái nào ta? À, cái này cộng sức tấn công thì được, miễn sao nó đừng trừ sức tấn công thì thôi. Rồi, và mình sẽ cho những cái hơi thở của rồng xung quanh đó để cho nó có sức mạnh của rồng. Và nó đã trở thành Rayon Slayer rồi các bạn ơi, chính là sát long á. Và từ cây kiếm sắt long này mình sẽ kết hợp với một cái ngôi sao nether và tên Awaken Rayon Slayer luôn. Đây chính là một thanh kiếm có thể nói là chuyên để tiêu diệt rồng đó các bạn ơi. 30 sức tấn công,
nó chưa enchant nhưng mà đã có sức công hơn cái cây kiếm rồng mà mình luyện từ máu rồng rồi đó. Và giờ còn được dòng sweeping từ cái chất lượng nè. Để mình thử nâng cấp nó lên coi. Cái này không nâng cấp được hả? Căng à nha. Nếu không nâng cấp được bằng cách đó, liệu mình có thể sử dụng cái mobile, đây mobile enchant để có thể nâng cấp lên không? Chứ không cho nâng cấp thì hơi phí á, tại vì mình có rất là nhiều sách tốt ở trong này. Ôi, 30 sức tấn công lận á, không đùa được đâu. Coi sắc, sức mạnh, chậm hỏng. Cũng chưa để mình ép vô trước cái đã. Để không nói một hồi nó hết chỗ thì không có ép vô thêm được. Đó, ép vô một cái nè. Giờ thì lên được bao nhiêu đam đây? Ép vô nhưng mà không có lên sát thương các bạn ơi. Cái này có quét cạnh nè, dưới sắc bén 4. Để mình ép hai cái này vô thử coi. Rồi, giờ đã được sắc bén. Ủa, sắc bén 4 mới nguyên hả? Sao nó không có... À, lớn đây nè. 32,5 sức tấn công. Kiếm siêu mạnh luôn. Wow, tốt nha. Rồi, để mình thử quánh cái con Skeleton này coi. Bụp. Ôi dù. Ủa, sao mình quánh mình bị mất máu? Hay là mình vừa rơi tự cứu nãy ta? Để mình tìm con nào nó khỏe khỏe hơn một xíu. Mình test sức mạnh mới được. À, đây. Mình sẽ tìm mấy bé Toro. Đúng rồi, Toro trâu lắm luôn á. Đây. Ủa, con nhện mà. Nhện mà dám chống chống với mình. Đùa với kiếm diệt rồng à. Ui, nó to và đẹp cực kỳ luôn. Ở đây không có đối thủ rồi, để mình ra biển đi. Ngoài biển nó cũng có mấy cái con rồng biển á các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ ăn và ra biển để tìm rồng biển test sức mạnh của cây kiếm này nhá. Ôi, lúc không tìm rồng biển á thì nó xuất hiện trước mặt mình đầy. Hồi giờ tìm để test sức mạnh thì không gặp con nào hết trơn á. Đây có một bé Toro nè. Cho anh test sức mạnh nha. Một hit một luôn. Mà như Toro hơi yếu á các bạn ơi. Phải tìm một con rồng hay con gì đi. Để mình test sức mạnh thì nó sẽ cụ thể hơn á. Thôi giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà luôn đi. Chứ giờ mình đi tới mơi chắc cũng không tìm thấy rồng bên đây đâu. Tại vì mình đã săn hết mấy con rồng ở hướng bên này rồi. Rồi về nhà một cái nè. À đúng rồi. Hay là mình sử dụng cây kiếm này, mình đến thế giới Twilight Forest để test sức mạnh. Được á nha. Rồi giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái trước khi trở lại thế giới Twilight Forest để khám phá cũng như là test sức mạnh của thanh kiếm diệt rồng này nha các bạn. Mình đã trở lại thế giới Twilight Forest rồi và giờ thì mình sẽ bước vào cái tòa tháp Lick này. Tại vì đây là cái con boss gần mình nhất luôn. Để mình có thể đi xuống phía dưới và... Ủa chết rồi, mình lỡ lạc vô cái thư viện rồi. Giờ mình sẽ tìm đường vô trong cái khu vực trung tâm trước cái đã. Bật nhìn trong bóng đêm lên. Đây, đường lên trung tâm nè. Đầu tiên á thì mình cần phải phá hủy cái lớp giáp phép thuật của... Ủa cái này chết, mình quánh con boss này rồi. Con này quánh rồi hả? Con này quánh rồi thôi, lại bên đây quánh con khác cũng được mà. Rồi tới rồi nè. Đầu tiên công việc của mình đó chính là phá hủy cái lớp kim phép thuật từ mấy cái tên này bắn ra. Nó một hit. Ê, bắn đau nha anh bạn, bắn vừa thôi đau người ta. Phản đam nè. Ui trời, một hit của nó hình như mất mình tới một máu mấy lần. Phải cẩn thận. Rồi hắn chỉ còn có một lớp khiên thôi. Và cuối cùng là cái lớp máu thật của hắn ấy. Hắn ta thì yếu thôi à. Được cái là có lớp khiên phép thuật nè. Mình không thể đánh hắn trước khi hắn bể mấy cái lớp khiên. Rồi. Chịu. Ui. Mình đập một phát một nửa ống máu. Vậy là một con boss trong thế giới Twilight Forest. Mình chỉ tốn 3 hit thôi. Thật không thể nào tin được. Một con boss khó như vậy mà nếu như mình không có trang bị tốt á thì rất là khó khăn trong việc đánh con Lick này luôn ấy. Nhưng mà với khả năng phòng thủ của giáp rồng và sức mạnh hủy diệt của thanh kiếm diệt rồng này, mình chỉ tốn 3 hit thôi. Wow, tốt thật sự luôn. Sau khi đã đánh xong cái con Lick này rồi thì mình sẽ trở lại với những cái hang rồng ở dưới này để coi con rồng này á thì mình sẽ mất bao nhiêu nhát chém thì mới có thể tiêu diệt được nhá. Ui. Lại là xong lóng nè. Wow, mình cực kỳ thích mấy cái kèo 1-2 này luôn. Giờ có kiếm mới rồi. Ây da. Ui, mấy con rồng này nó quánh dữ quá các bạn ơi. Nó quánh một hồi mình bị crash game mất tiêu luôn. Ui, sao mấy con này hôm nay mạnh vậy? Kiếm mình cứ mạnh mà ta. Kỳ vậy ta.
Ây da, định nướng sống hả? Định nướng sống ta hả? Không được đâu, nướng thì có ngon nướng chín ta đi. Trời ơi, ui, nó nướng cả đồng đội của hắn luôn kìa. Xong 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 một con rồi. Người cũng nằm một đống giống hắn ta đi. Nhưng mà khoan, mà khoan. Mất máu anh bạn, từ nào. Ây da. Bình tĩnh lại một xíu. Mắc kẹt rồi mà sung vậy. Sung quá, quánh một hồi mắc kẹt luôn rồi. Thiệt tình anh bạn này luôn á. Chưa để mình ra ngoài mình quánh anh bạn này đi chứ. Anh bạn này sung quá rồi. Quánh một hồi lọt ra khỏi hang rồng luôn. Lọt ra khỏi hang rồng mình quánh kiểu khác. Ui chết. Cây này tuy mạnh thiệt nhưng mà nó chưa phải là cây kiếm diệt rồng mà hiệu quả nhất các bạn ơi. Vậy là sắp tới mình phải tìm nguyên liệu để chế tạo một thanh kiếm có thể tiêu diệt tất cả con rồng chỉ với một hit thôi. Như vậy thì mới là một kỵ sĩ rồng thực sự được. Chứ còn bị mấy con rồng bán hành như vậy thì không phải là kỵ sĩ rồng đích thực đâu. Mình chỉ là tân kỵ sĩ rồng thôi. Đó. Rồi. Dám phá hoại rừng ở đây hả? Biết rừng ở đây là rừng lâu năm không? Phải bảo vệ rừng. Tại sao lại phá rừng? Ây da. Dám phá rừng nè. Tội phá rừng nè. Tội nặng. Ui, con rồng này nó mạnh quá luôn á. Hơi bị mạnh so với quy định nha. Hơi bị mạnh nha anh bạn. Ui, đã bay còn bay lên nữa. Bay, ai cho bay nè. Ây da. Mình quýnh với con này ha. Hơi vất vả một xíu các bạn ơi. Hình như con này hơi lâu năm thì phải. Ui, sau mấy pha crash game cũng như là ăn hành ha, lia lịa thì mình đã tiêu diệt được cái con rồng này rồi. Giờ tôi sẽ vứt những thứ mà con rồng này phá hủy đi. Ui, còn giết cả thỏ nữa chứ, cái tên này ác độc thiệt. Rồi, giờ thì lấy vải rồng thôi nào. Không biết có rơi ra trứng rồng không nữa. Mình đang cần một cái quả trứng rồng mà prawn đó để mang về. Để coi. Ôi, con này không có rơi ra trứng rồng rồi. Ừ, kỳ vậy ta, con này cấp độ 5 mà. Ồ, chắc nó quýnh mình nhiều quá. Hoặc là nó là con rồng đực hay sao ấy, không rơi ra cho mình cái quả trứng rồng nào hết luôn. Thử với con rồng emerald này coi. Ừ, nhưng mà trước khi lấy đồ thì mình cần phải dọn dẹp cái inventory là một cái đã. Vẫn có một con rồng, ủa hai con rồng thôi à, mà đồ nó chặt quá hết rồi nè. Cắt vào bớt, rồi, cắt cái hòn luôn đi. Vứt mấy block này ra, và lấy đồ trong xác con rồng thôi. Hy vọng rằng với cây kiếm này thì có thể giúp mình lấy được xác đồ trong xác rồng dễ dàng hơn. Vứt cái hạt, vứt mấy cái này ra đi. Mấy có linh tinh tinh. Rồi, trứng rồng, có trứng rồng không? Ui, lại là một quả trứng rồng emerald. Mình không cần trứng rồng emerald đâu, mình cần trứng rồng bronze thôi. Ui, và cây kiếm này nặng quá, tay trái là tay không thuận á, nên quánh hơi lâu một xíu các bạn ơi. Đi ra chỗ khác. À, không được cầm block. Tại vì cây kiếm này nó hơi bự, cầm hai tay nó sẽ nặng và chém hơi bị chậm luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy lại ba lô và trở về nhà thôi. Hồi không dám test với mấy con rồng thứ hai đâu, gì đâu mạnh vậy, ai quýnh lại cho được. Tron Cây thì mình chưa cần tới, mình sẽ trở về cái ở đâu rồi ta? Đây, portal đây. Rồi, hẹn lại các bạn khi mà mình trở về nhà nhé. Mình đã trở về nhà rồi đây. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã cho bé rồng Sapphire lớn ngang với bé rồng Emerald rồi. Trong thời gian sắp tới thì sẽ cho mấy bé này lớn ngang nhau hết luôn. Và ngoài ra mình còn chế tạo được một thanh kiếm diệt rồng mới với sức tấn công là 32.5. Nhưng mà tốc độ đánh không có cao ấy, cho nên mình vẫn bị mấy cái con rồng mà thứ dữ nó bán hành cho. Nhưng mà không sao, sắp tới mình sẽ tìm cách khác để nâng cấp nó lên. Và mình cũng có thử đi tìm cây búa huyền thoại các bạn ơi, có thể triệu hồi ra tia sét nhưng mà vẫn không được nữa. Để trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng đi một chuyến nữa để coi có đủ may mắn để gặp được không nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.